rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Nhột anh sao tự nhiên anh rần ở chỗ đó vậy? Tại nó cột chặt quá. Mày chịu khó chút đi. Dạ. Đúng rồi. Rút ra đi. Mày ngồi lại gần tao chút. Rồi. Đó, đúng rồi đó. Mày ngồi im. Để tao cắt da cho mày. Rồi mày chạy. Mà sao có dao hay vậy? Thì làm giang hồ mà, đi ra đường cũng phải chuẩn bị vũ khí chứ. Người ta gọi là chuyên nghiệp đó. Tao với mày lên coi tụi nó sao rồi. Đi. Đi. Mày để yên cái tay tao cắt dây cho. Dạ. Anh cắt đi. Em canh tụi nó cho. Được rồi. Nhanh đi. Ê, nó bỏ trốn mày. Mày trốn mày. Chạy đi. Chạy đi Bực. Chạy đi Bực. Chạy đi. Anh Sâu. Mày không chạy là chết hết đó. Buông tao ra. Chạy đi. Anh Sâu. Buông ra. Em sẽ quay lại cứu anh. Mày trốn mày. Buông ra. Buông ra. Không buông. Không buông. Không buông mày. Không buông mày. Mày chết. Mày không buông. Mày không buông. Mày không buông. Đúng mày. Đủ sao? Nó mất tiêu rồi. Thằng nhóc này nhanh thiệt. Quay về. Anh Sáu ơi, em nhất định sẽ quay lại cứu anh.